Ông Lý Huy, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu, hôm qua 2 tháng 6 nhận định cả Nga và Ukraine vẫn chưa hoàn toàn khép lại cánh cửa đối thoại, bất chấp những khó khăn trong việc bước vào đàm phán ở thời điểm hiện tại. Reuters dẫn lời ông Lý, người có chuyến công du dài ngày tại Kiev, Moscow và châu Âu hồi tháng 5 cho biết, Nga đã bày tỏ sự cảm kích cho nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, ông thừa nhận có khoảng cách lớn trong quan điểm của hai bên chiến sự, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng thực hiện một chuyến công du châu Âu nữa để tìm giải pháp. Về tình hình hiện tại, vị quan chức nhận xét nguy cơ leo thang chiến sự vẫn ở mức cao và các bên phải có biện pháp cụ thể để hạ nhiệt tình hình, đảm bảo sự an toàn của các cơ sở hạt nhân. Trong một bài phát biểu đáng chú ý tại thủ đô Helsinki của Phần Lan hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói nước này và Ukraine đang làm việc cùng các đồng minh khác để xây dựng đồng thuận cho các thành phần cốt lõi của nền hòa bình công bằng và lâu dài tại Ukraine. Ông nói Mỹ khuyến khích các nước khác như Brazil, Trung Quốc đưa ra sáng kiến nhằm chấm dứt xung đột nếu những đề xuất đó tuân thủ hiến chương Liên Hiệp Quốc và tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để bước vào đàm phán hòa bình thực chất là một nước Ukraine mạnh hơn, có khả năng ngăn ngừa và phòng thủ trước các cuộc tấn công trong tương lai. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.